khi Artisak bất ngờ từ chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trên trang cá nhân, huấn luyện viên Kiatisak Senamun bất ngờ đăng thông báo từ chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội để trở lại Thái Lan. Lý do Diko Thái đưa ra là vì vấn đề gia đình. Nguyên văn bài viết của huấn luyện viên Kiatisak như sau, kính gửi chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, cùng các cầu thủ của tôi, toàn thể nhân viên, những người ủng hộ quan trọng nhất của câu lạc bộ Công an Hà Nội, những người hâm mộ của tôi và bạn bè báo chí của tôi. Buổi ăn sáng hôm nay với ngài chủ tịch câu lạc bộ Công an Hà Nội như là lời tạm biệt ấm áp từ người sếp tuyệt vời đối với tôi. Tôi hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian làm việc tại câu lạc bộ Công an Hà Nội và tôi rất biết ơn với những cơ hội đã được trao, cũng như những trải nghiệm khi làm việc ở đây dù chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi cũng đã học được rất nhiều điều trong thời gian làm việc ở đây. Tuy nhiên, vì vấn đề cá nhân của gia đình, tôi xin được từ chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội và trở về Thái Lan. Tôi đã hoàn thành tất cả các tài liệu liên quan và sẽ chuẩn bị thêm các tài liệu cần thiết để hỗ trợ đội bằng tất cả khả năng của tôi. Tôi cũng mong được duy trì mối quan hệ hữu nghị tích cực với câu lạc bộ, với các cầu thủ, với đồng đội của mình và quan trọng nhất là với người hâm mộ và bạn bè báo chí của tôi. Đồng thời tôi cũng xin chúc câu lạc bộ sẽ tiếp tục thành công. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisak từ giữa tháng 1 năm 2024, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành 6 chiến thắng. 1 hòa và thua 3 trận tại V-League 2023-2024, từ vị trí nửa sau bảng xếp hạng. Diko Thái giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội vươn lên thứ 3, kém đội đầu bảng Nam Định 8 điểm. Đây cũng là lần thứ 3 huấn luyện viên Kiatisak chia tay bóng đá Việt Nam trong vai trò lái trưởng. Kiatisak từng làm việc với Hoàng Anh Gia Lai 3 lần trong vai trò huấn luyện viên vào các năm 2006, 2010, 2020 đến 2023. Ông chưa bao giờ vô địch V-League trên cương vị nhà cầm quân. Về phần câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhà vô địch V-League 2023 cùng chúc huấn luyện viên Kiatisak có thật nhiều sức khỏe và thành công trong chặng đường sự nghiệp sắp tới. Lý do huấn luyện viên Kiatisak chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội đúng lúc V-League 2023-2024 vào giai đoạn nước rút. Ngay sau vòng đấu thứ 18 của V-League 2023-2024, huấn luyện viên Kiatisak viết tâm thư chia tay đội đương kim vô địch Công an Hà Nội CHN để trở về Thái Lan vì vấn đề cá nhân. Trưa nay, ngày 14 tháng 5, huấn luyện viên Kiatisak thông báo quyết định chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhà cầm quân sinh năm 1973 cho biết, ông xin từ chức vì lý do cá nhân để quay trở lại Thái Lan. Trước khi chia tay, huấn luyện viên Kiatisak có buổi ăn sáng với chủ tịch câu lạc bộ Công an Hà Nội Dương Đức Hải. Huấn luyện viên Kiatisak bày tỏ trên trang Facebook cá nhân, tôi hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian làm việc tại câu lạc bộ Công an Hà Nội và tôi rất biết ơn với những cơ hội đã được trao, cũng như các trải nghiệm khi làm việc ở đây dù chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi học được rất nhiều điều trong thời gian làm việc ở đây. Huấn luyện viên Kiatisak cho biết đã chuẩn bị tất cả các tài liệu có liên quan và luôn sẵn sàng hỗ trợ câu lạc bộ Công an Hà Nội sau này trong khả năng. Diko Thái mong muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị với câu lạc bộ, các cầu thủ, đồng nghiệp, người hâm mộ và truyền thông Việt Nam. Việc huấn luyện viên Kiatisak từ chức khiến nhiều người bất ngờ khi V-League 2023-2024 đang vào giai đoạn nước rút. Nhà cầm quân người Thái Lan được cho là hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đưa Công an Hà Nội thoát khỏi khủng hoảng để trở lại với cuộc đua vô địch. Huấn luyện viên Kiatisak gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội hồi tháng 2 năm nay sau khi đội bóng sa thải huấn luyện viên Gong Okyun. Sau 10 trận cầm quân, ông giúp Công an Hà Nội giành 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Trận gần nhất hôm ngày 12 tháng 5, đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak giành chiến thắng 3-1 trước Khánh Hòa trên sân Hàng Đẩy. Đội bóng ngành Công an hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2023-2024 với 31 điểm, kém vị trí đầu bảng của câu lạc bộ Nam Định 8 điểm. Thực hư huấn luyện viên Vũ Tiến Thành về Công an Hà Nội thay Kiatisak. Khi bầu đức mời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành về phố núi, người ta đoán ra ngay thời điểm Kiatisak phải rời ghế nóng. Chỉ không ngờ là Diko Thái biệt phái ra Công an Hà Nội CHN và sau 11 trận đấu đã chia tay. Kiatisak cách đây hơn 3 năm tái xuất đội bóng phố núi Hà Gia Lai, đã đổi tên là LPBANK Hoàng Anh Gia Lai vì muốn trả ơn. Bầu đức từ thời anh còn là cầu thủ và một lần cầm quân chưa tạo ra dấu ấn đáng kể. Tiếc cho Diko Thái ở mùa 2021 đã giúp đội bóng của Bầu Đức vô địch nửa mùa V-League thì giải đấu bị hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thực tế trước khi Kiatisak về lại đội bóng cũ, Bầu Đức đã ngắm nghía huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhưng khi ấy, cựu trợ lý của các đời thầy ngoại trên tuyển Việt Nam đang dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vì thế. Trong dự tính cho Kiatisak kiếm một chức vô địch V-League như lời của Bầu Đức, ông Vũ Tiến Thành đã ngồi ghế nóng thay thế Kiatisak sau khi cả hai song kiếm hợp bích ở trận thắng Hà Nội. Trong vài giờ qua,
bất ngờ với việc Kiati sắp chia tay Công an Hà Nội vì lý do cá nhân gia đình. Dư luận xôn xao về việc huấn luyện viên Vũ Tiến Thành lần thứ hai thay thế đàn em ở đội đồng chủ sân hàng đẩy. Tuy nhiên, ông Thành khẳng định với chúng tôi, không có chuyện đó. Tôi đang giúp LPBANK Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng mùa này rồi tính tiếp. Theo ông Thành, đội bóng phố núi chỉ cần 6 điểm trong 8 trận còn lại là chắc chắn trụ hạng. Hiện tại, LPBANK Hoàng Anh Gia Lai đang có 22 điểm, xếp hạng 10, cách đội tranh suất playoff là SL Nghệ An 6 điểm và hơn vé rớt hạng Khánh Hòa 12 điểm. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng phản ứng với quan điểm cho rằng đội bóng phố núi dưới thời của ông có lối đá triệt hạ, không còn hay đẹp như xưa. Ông Thành khẳng định, bóng đá phải là football match không phải football game, cầu thủ phải là chiến binh mạnh mẽ trong một trận đấu, đừng xem đó chỉ là một trò chơi. Tính thêm trận hòa đội dẫn đầu bảng Nam Định, thầy trò Vũ Tiến Thành đang có chuỗi 8 trận bất bại, nếu so với thời của Kiatisak đá 7 trận có 2 điểm là một trời một vực. Về bí quyết làm nên thành công ban đầu này, ông Thành cho biết, tôi chẳng có bí quyết gì cao siêu cả. Tôi nhìn ra điểm yếu về nền tảng thể lực của cầu thủ và điều chỉnh lối chơi một chút cho phù hợp mà thôi. Thực chất Kiatisak là một nhà cầm quân giỏi, nhưng cần quyết liệt hơn, phải làm sao cho cầu thủ ra sân đá hết mình từ đầu trận đến phút cuối cùng. Nếu như trước đây, cầu thủ LPBANK Hoàng Anh Gia Lai đã hơn 2 trên 3 trận đấu đã thấy dấu hiệu đuối sức thì bây giờ họ bảo đảm thể lực cho đến hết 90 phút. Cầu thủ của tôi mùa này đa phần là trẻ, có nhiều nhân tố mới mà người hâm mộ còn chưa biết mặt, thuộc tên. Hầu hết cầu thủ trẻ ở học viện lên đội lớn thường có xu hướng đá tấn công, nên có rất ít hậu vệ giỏi, thủ môn gần như không có. Khi có bóng, họ chơi ban bật rất nhuần nhuyễn và thích mắt, nhưng lúc không có bóng, họ thiếu tư duy phòng ngự. Nhiệm vụ của tôi ở đây không chỉ là nắm câu lạc bộ mà còn chăm lo cho học viện bóng đá. Chúng tôi có khao khát nâng cấp thành học viện đúng nghĩa 3 sao, như tôi đã từng làm ở PVF, Anh Nhật. VFF bổ nhiệm người thay thế huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại tuyển U19 Việt Nam. Theo kế hoạch, tuyển U19 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 16 tháng 5 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với khoảng 30 cầu thủ được triệu tập. Ngày 14 tháng 5, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh chính thức được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên tuyển U19 Việt Nam và chuẩn bị cho đợt hội quân giao hữu với Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan. Quyết định này được VFF đưa ra sau khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xin nghỉ. Tương tự như huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, chiến lược gia người Thành phố Hồ Chí Minh từng ký hợp đồng dài hạn với VFF từ tháng 11 năm 2023. Nhiệm vụ chính của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh là tham gia công tác tuyển chọn và huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia. Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh được biết đến là người giàu kinh nghiệm trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ với nhiều năm làm việc ở câu lạc bộ Phố Hiến, nay là PVF Công an Nhân dân cũng như trung tâm PVF. Tại giải U23 Đông Nam Á 2023, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh chính là cánh tay phải của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn trong hành trình đăng quang ngôi vô địch của tuyển Việt Nam. Sau giải đấu này, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh tiếp tục tham gia ban huấn luyện đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASEAN 19, tuyển U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2023 khi vào đến tứ kết giải đấu. Theo kế hoạch, tuyển U19 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 16 tháng 5 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với khoảng 30 cầu thủ được triệu tập. Đây cũng là đợt rèn quân đầu tiên của đội tuyển trẻ này hướng tới giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 từ 17 đến 29 bảy tại Indonesia. Tiếp đó là vòng loại U20 châu Á 2025 diễn ra vào cuối tháng 9. Trong đợt tập trung này, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sẽ được VFF tạo điều kiện tham dự giải bóng đá U19 quốc tế do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức từ 2 đến 16 sáu với các đối thủ lần lượt là U19 Trung Quốc, U19 Uzbekistan và U19 Hàn Quốc.